mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. Em tên là Vũ Thị Thanh Hiền, năm nay em 27 tuổi, hiện là nhân viên văn phòng. Em tên là Phạm Văn 12, năm nay em 28 tuổi, là kỹ sư xây dựng. Xem đó mà sao đó. Kỳ vậy ta, sao anh 12 ơi, sao anh nhìn lớn rất nhiều so với lại cô vợ bé siêu siêu của cô anh á. Dạ, cũng có thể đó là cũng là nguồn gốc của trẻ, là sự mâu thuẫn hàng ngày với hai vợ chồng với nhau. Ồ vậy đó hả? Dạ. À, trước tiên là xin hỏi cái số 12 này là ý nghĩa gì? Có thể là thứ 12 trong nhà phải không? Dạ không, thật ra nhà em tính tới 14 người con lận. À. Nhưng mà cho ba em thích ông Nguyễn Văn 12 nên đặt tên em là Phạm Văn 12 thôi. À, dạ. Vậy hả? Chứ dạ. Là em là thứ 12 hả? Dạ, đúng rồi. Hai em hãy kể cho anh chị nghe cái ấn tượng đầu tiên của các bạn gặp nhau. Năm 2013, bên công ty em có làm một cái dự án, thì bên chồng em là bên tư vấn giám sát. Thì ấn tượng đầu tiên của em về chồng em là rất là ít nói, trầm tính. Mà sếp em thì giao cho em một cái nhiệm vụ, mày phải cua được 12. Nếu mà mày không cua được nó là sếp cho mày về xí nghiệp ngồi. Sứ mệnh ghê. Dạ không, em cũng xin nói rõ hơn là lúc đầu gặp vợ em thì em thấy cô này cũng bình thường. Mà tiếp xúc từ từ thì thấy cô này cũng là hồn nhiên, tính tình cũng vui vẻ. Và nói chung là cổ là những gì mà khiếm khuyết em chưa có. Bởi vậy một buổi cuối tuần em đang ngồi chơi game, thì vợ em nhắn tin với một câu là: anh ơi, anh có rảnh không? Em cũng trả lời là rảnh. Vợ em mới nói là thôi chúng mình quen nhau cho bận chiếu đi anh. Đó. Cái gì? Cho em đứng chứng một chút. Lúc đầu thì cũng chỉ nghĩ là chơi thôi. Thì có xin số điện thoại của sếp để chọn anh này. Thì em mới nói là: anh ơi, anh rảnh không? Thì anh mới nói: ừ anh rảnh, có gì không em? Cái em mới nói là: vậy thôi mình yêu nhau cho bận chút đi anh. Cho bận chút. Ôi, nhưng mà 12 nãy kể là nó thiếu cái chữ yêu. Dạ đúng rồi. À đúng không? Đồng bên đó. Đây người ta nói chữ, người ta xài chữ yêu. Từ quen với chữ yêu nó khác nhau kỳ lắm nè. Ủa nhưng mà cái lúc đó đó là em đã nhận được cái lệnh của sếp chưa? Dạ chưa, lúc đó là... Cái lúc mà nhắn tin đó là nhận được lệnh. Nói chung là chủ dạ động chưa? Chứ. Đúng rồi. Đúng rồi. Dạ lúc đó chị nghĩ là chọc thôi. Có nghĩa là vậy là em có tình cảm rồi đúng không? Dạ. Có để ý rồi đúng không? Dạ đúng rồi, có để ý. Khi mà sếp giao nhiệm vụ cái là lãnh liền. Cái nhiệm vụ nói chung là vẹn cả đôi bên. Tất nhiên là của mình mà cái này là vừa lòng ông sếp. Sau khi mình nhận được tin nhắn của cô vợ em là qua tầng xa đi làm, là chủ động hẹn vợ em đi ăn, đi uống và đi chơi. Và cũng tưởng đó là gần như là ngày nào cũng vậy, em chở vợ em đi chơi mà tới 11, 12 giờ em mới về tới nhà luôn. Lúc đó sếp biết không? Dạ không, thời gian mà tụi em quen nhau là giống không ai biết hết, là đến gần cưới. Nói chung là tình cảm là bí mật luôn, không có để không có bộc. Ủa nhưng mà ông sếp ổng lại đang muốn gài em cái chuyện mà ổng muốn em là phải chiếm được tình cảm anh này, thì em phải càng phải chứng tỏ cho ông biết chứ. Em dặn trước là không nên thọ show ra, không thể hiện ra. Nhưng mà lý do trong tình cảm và công việc đó là hai cái nó tách biệt nhau. Có nghĩa là em biết cái lệnh của sếp cô này luôn. Dạ biết luôn, tại cô đó nói cho em nghe. Bạn này làm muốn cái gì ra cái đó, yêu đàng hoàng. Chứ không phải là chúng tôi vì một cái công việc để mà chúng tôi tiếp xúc là giả danh hoặc làm những cái điều như thế này đúng không? Dạ. Nhưng mà giấu sao giấu nổi trời. Dạ đúng rồi, ngồi trong dự án, chung container trong dự án. Nhưng mà cái đó là vợ em thì có thể là thể hiện ra. Nhưng mà em là container, em rất là ít nói. Em chỉ chầm chầm lì lì và em chỉ làm việc thôi. Muốn cái gì thì em sẽ nhắn tin với lại vợ em. Tại vì ngồi trong cái container, nhưng mà sếp không phải lúc nào sếp cũng ngồi, chỉ có trưa là sếp ra đó, sếp ngồi, sếp nghỉ thôi. Còn thường thì sếp hay ra ngoài công trình. Mà anh này thì ngồi trong công trình, thì mỗi lần không có sếp thì hai tụi em nói chuyện với nhau. Nhưng mà tụi em phải giấu hết chứ không lẽ giấu sếp không thôi. Mà thường là sếp của cổ ở trong container thì em ở ngoài công trường. Còn lúc mà em ở container thì sếp ở ngoài công trường. Nói chung là không có đồng phái nhau được. Cái chuyện lén la lén lút này đến bao lâu thì... Trong bao lâu? Lén la lén lút tới 2 năm mà đến khi mà gần đến ngày cưới. Là lúc đó là ai đòi cưới trước? Tại vì hồi xưa em quen một cái anh đó, hai bên gia đình cũng tới rồi, cũng nói chuyện. Xong rồi sau đó cái bên kia không im luôn. Cái đâm ra là khi anh quen anh này, cái em bị ám ảnh. Thì em kêu thôi bây giờ đi đăng ký kết hôn đi. Nói chung là đăng ký kết hôn trước khi cưới luôn đó chị. Có nghĩa là làm thì làm, phải có cái giấy mà, để nó. Cái đó, đó là mình bữa đó là em đang đi làm bình thường. Dạ em kêu bắt bằng buộc phải đi ra ngoài phường, bắt buộc đăng ký xong mới được. Không theo là không chịu chứ là không được. Mà nếu mà lúc đó em có phản ứng không? Hay là em đi liền? Không, em hỏi là sổ thầm gì gấp quá vậy em. Cái vợ em nói một hồi em mới suy nghĩ thôi. Tại đã xác định là quen là cưới rồi. Thì đăng ký trước hay đăng ký sau cũng như nhau thôi. Bây giờ thôi đi làm vui lòng bà xã luôn. Rồi tới lúc mà đã có giấy đăng ký kết hôn rồi cho đến cái ngày đám cưới của mình, anh là liền không? Cách 4 tháng anh. Vậy thì quá ngắn đâu. Có đủ để thấy được cái tật xấu của nhau? Nhiều lắm. Ồ, nhiều lắm. Nhiều.
Tôi để ý là tất cả các bà vợ khi đến với vợ chồng Son nha, bao giờ khi mà tôi cứ gợi ý câu đó là hình như là hết 9/10 bà là nhiều dữ lắm anh ơi. Đó, và cái phần là phần hay đúng không? Cho anh chàng con tay nó đi. Bây giờ cho anh kể trước đó. Cọc tính, nóng tính, làm biếng, lười, không chia sẻ công việc với vợ. Làm biếng lười là một đó nha. Trời ơi. Dạ. Trời ơi. Cọc tính, nóng tính cũng là một luôn đi. Chưa tới một phút nữa mà cho em nóng tính. Nóng tính double. Bây giờ em có thể kể chi tiết, mình đi vô chi tiết từng cái được không? Cọc tính hay giấu giếm nha. Có giếm tiền không? Có. Ủa. Rồi nè, nóng tính nè. Giấu giếm. Đúng không? Giếm. Dạ, làm biếng nè, ba cái. Dạ. Còn em sao? Mấy cái? Vợ em thì có những cái tính đặc thù người phụ nữ là hay càm nào nói nhiều là em không có nói tới rồi. Không, rồi. Đúng rồi. Còn những cái tính em hay nói là tính là làm gì nó không có làm tới nơi đến chỗ mà hay là để chừng cái bỏ. Tính là cũng còn nít lắm, chuyện nó suy nghĩ đơn giản lắm. Tức là tính mọi thứ nít là rất là đơn giản. Hồn nhiên lắm thôi. Bởi vì cái gì em nhiều khi á, em phân tích một cái vấn đề gì đó cho vợ em mà vợ em nói sao anh mà làm cho em phụ non quá. Làm gì mà suy nghĩ gì mà tùm lum vậy. Với lại là đi siêu thị là thường là mua đồ rất là nhiều dạ để đó. Ủa chứ em là đàn bà mà em đâu phải đàn ông đâu. Ngay cả cái việc mà đi mua chăn mành gói em nói mua bộ thôi, thích cũng mua hai bộ về không để đó. Và cũng đâu có xài đâu. Bữa đi ngoài đường có mấy cái người bán mấy cái ra ngoài đường á. Em mua có 70.000 tấm à. Nó vừa rẻ mà vừa sạch vừa đẹp nữa. Em về cằn nhằn mà bị la đó hả? Dạ bị, có hai cái ra thôi. Bị ba trẻ la. Cái phòng thì nhỏ mà cái gì cũng đem về để đó. Tha về cũng được, tha về cũng được, tổ vậy. Tôi hiểu, tôi hiểu. Rồi bây giờ dễ thương không? Thôi bây giờ cho anh lớn nói trước đó. Bây giờ mong muốn ba trẻ cho ba trẻ nói trước, mặc dù lớn hơn con tuổi à. Bây giờ mong muốn em gái cô vợ bé bỏng của mình thay đổi. Em muốn vợ em là nói chung là tính mà càm ràm hay càng nhằn là từ từ, cái đó là phải thời gian là mới thay đổi được chứ không có sớm một chiều đâu. Không có đâu em, nặng hơn. Đàn bà gái là vậy, nó nặng hơn. Càng già lớn làm cái gì đó, một khi đã làm mà phải làm tới chốn luôn, không làm thì thôi. Với lại là nghĩ chín chắn chút, trẻ coi đôi khi nó dễ thương hồn nhiên nhưng mà đôi khi nó cũng làm người kia nó thấy họ không thấy mệt lắm, như là năn nỉ hoài à. Anh trên này anh nói anh năn nỉ với anh ở nhà, anh có năn nỉ với em đâu. Em giận rồi đó, em ngồi em tức rồi em khóc cái đó, em sợ nhất là người gái khóc nữa. Rồi bây giờ bên này em cần bên này thay đổi điều gì? Bớt nóng tính, quan tâm vợ, bớt chửi lại. Thiệt không? Dạ có. Nhìn mặt hiền khô vậy á. Mà chửi thầy chung là tính em là ít nói mà rất là dạ cọc không, chửi thẳng anh. Chửi em hả? Dạ chửi thẳng em á. Chửi tiếng Đan Mạch đó chị. Dạ đúng rồi, mạch luôn. Dạ đúng rồi, tiếng Đan Mạch luôn. Xài tiếng gì cũng xài Đan Mạch luôn hả? Nói chung lúc đó là cái não nghĩ khác mà cái miệng nó nói khác rồi chị ơi. Đó. Thôi đừng biện hộ, bên đây là biện hộ. Chị thấy vậy nè. Tức là trong 2 năm đầu là cái thời điểm mà tụi em phải dung hòa về tính cách để mà có thể ăn đời ở kiếp với nhau. Cho nên là cái năm đầu tiên là cái năm mà vô cùng nhiều những mâu thuẫn, nhiều những cái mà phát sinh làm cho đối phương cảm thấy là nhiều khi cảm giác là mình không thể nào mình có thể gắn bó với nhau được nữa. Đúng không? Dạ. Chính vì vậy mà ở cái năm đầu tiên này, nhất là lúc mà chưa có con đó ha, dạ, là cố gắng là cái tôi của mình dẹp bớt đi. Nếu mà thực sự là yêu nhau thì mình phải giống như là hòa hợp đó, để cho nó thành một khối. Rồi sau khi cái việc mà tụi em đã đạt được rồi, có nghĩa là smooth lại với nhau rồi đó ha, là sẽ đến một cái lần thứ nhì nữa là có em bé. Có em bé thì lại phải mất 1 năm cho đến 1.5 năm nữa để tiếp tục dung hòa cái chuyện đó. Nói chung các cặp vợ chồng qua được 2 năm đến 3 năm đầu tiên trong cuộc đời thì tụi em sẽ gọi là dắt tay nhau mà đi đến cuối cuộc đời thì cái xác suất đó nó nhiều hơn, nó gần hơn. Cái đó là kinh nghiệm đi trước rồi chị truyền lại thôi. 6 tháng nữa thì em được rồi. Được rồi, ok. Nha em, cho nên bây giờ chị thấy nè, em bỏ chữ thề đi. Nói chung là bây giờ em giảm rất là nhiều rồi. Bây giờ mà lúc này em bị em nóng quá là em bỏ đi ra ngoài, em đi chỗ khác, em không có nói nữa. Chứ biết sao mình ở ngoài đường mình bị thiên hạ chửi. Ồ kỳ đó. Mình còn thấy chịu không nổi, chứ đừng nói chi cái người mình thương yêu đúng không em? Chửi chịu không nổi đâu. Bỏ cái đó đi. Nhớ nghe, đừng chữ thề nghe. Mỗi lần mà chạy ngoài không kịp nữa nhớ. Thôi. 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 Thôi